Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Quỳnh Tâm Cuộc Sống Anh Ta. Thì hôm nay mình đi quay ruộng nè cả nhà. Mình hái xua đũa nè. Mời cả nhà theo chân gia đình mình cùng đi hái xua đũa nha. Đây à, nhà mình trồng xua đũa quá chừng luôn rồi cả nhà. Nhà xua đũa vậy nè cả nhà. Mình hái vậy nè. Cái mình đem về nhà mình bán. Cái lửa vườn này là mình lên nếp ở đây nè cả nhà. Và trồng xua đũa với dừa, mà dừa chắc khoảng mấy năm nó mới có trái. Ở trong đây có trồng mai luôn nè, không có bông luôn. Tết không không trổ mà giờ trổ. Xua đũa luôn cả nhà. Quá chừng bông rồi. Thế mà ham hết cả nhà. Cao cao thì dối dối cũng mỗi cổ cũng chết. Mắc mê không nè, rất là ham luôn. Xua đũa này trồng là không có thuốc men vậy chứ, xịt thuốc xịt tiếp luôn. Chứ đũa mà hái vậy nè, quá trời luôn. Đâu có hái nở đâu, búp búp vậy là hái hết rồi. Nở đâu có ngon. Mà xưa đũa này mới trồng ăn nó ngọt ngay hả má. Còn xưa đũa mà để lâu á, nó già ăn đắng nghét. Mấy cây mai của thằng Trung trồng á, giờ nó cũng bự rồi, nó có bông.
Nắng ngước ngước lên ha, nắng xỉu. Ở dưới đó chưa bẻ, nãy giờ mày vòng lên mà chưa bẻ nó hả? Đâu? Ở dưới đó đó. Thì sao nãy giờ đi đâu hả? Đầu quá, chưa có mấy bông hả? Mấy bự bự hái hết, để mai nó cũng nở cho nè. Nó nhỏ quá là đừng hái. Kìa, bông bên đó. Vậy nó nở các bác hết không? Chịu tuần xưa sớm mới chịu nở tắt trắng rồi. Mà hẹp mà hái rồi mà còn nở vậy đó hả? Nhiều quá, nhiều nó mới lên khác rồi. Cái gì lẽ chứ hả? Thì bởi vậy sáng mới được vậy nè, chứ hái tục lóc hết trơn mà phải nông ra vậy đâu có hái vậy. Hôm qua cái này nhỏ xíu phải được giá bán có tiền, cái này có giá gì đâu. Vậy con gì đó con 700 nó hôm hổm 25 ngàn. Giá gì được 25 ngàn hay chứ 15 ngàn. 15 ngàn, 20 ngàn cũng rồi. 15 ngàn thôi đáng lẽ không được mà thấy bỏ mối. Bỏ mối có 12 ngàn. Ờ giờ nó lấy còn thua nữa kìa. Làm sao? Lấy cái 10 ngàn. Trời ơi, hái vậy nè. Tệ chứ tệ. Rồi lột ra. Ừ. Lột ra rồi hái nước cũng chết. Ừ. 12 ngàn ký bạn hàng lấy giờ còn 10 ngàn. Ừ. Chết luôn. Hả? Lột ngon chứ người ta không ngon người đâu. Người ta là bông nở trơn mà thấy không ngon. Còn này mày thấy không? Ngon hết sức ngon. Cái này người ta có đám nhiều nên là người ta đặt. Một ký nó nhẹ, nhẹ thấy sợ luôn. Nhà đâu đâu mà ăn chừng nửa ký rồi. Chợ mấy người về giàu giàu mua đâu có tiền, không có tiền. Nhưng mà này cũng đỡ thôi. Trồng lần thì hái luôn chứ không có chăm sóc. Chăm sóc nó đỡ công vậy thôi, nhưng mà hái hái mỗi ngày. Ủa cái dừa sao nó rụng đây vậy? Ủa này Hiếu có chả dừa bao vậy? Hả? Nước của tổng vác ra mà nó bẻ nhiều lắm. Nó vác hết nổi rồi. Bè với Dũng rồi. Để làm sao được rồi ra mà nó chở thôi. Rồi chở mà chứ nó đổ lên đổ xuống luôn. Chứ nhiều phải bán vậy chứ sao giờ? Cá non mà. Ngày mơi hén cả mơi thì đùm 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 không. Chứ không thấy vậy đâu.
Tại bữa nay chút chiếu rồi đó, thấy con bẻ cây sáng có một cái nở luôn á. Ngày dưới bông này rồi sáng không hái nó là nó nở luôn á. Nở tắt bét luôn. Mấy bông đất trắng nhóc mày hái hơi sáng mới nở. Nhỏ nhỏ mày rứt mẹ vô. Được. Sao hả? Mà năm mới nói. Giờ mình hái xua đũa xong rồi nghe cả nhà mình kết thúc video đưa tại đây cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye.